Các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là màn hình cảm ứng của Asus Zenfone 4 Max Pro đã có mặt tại di động quad-cup.vn thì vỡ tan tành này. Đó, di động quad-cup.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách thay màn hình của Asus Zenfone 4 Max Pro rồi. Ở video này, di động quad-cup.vn không nói về cách thay nữa mà giải đáp cái thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến cấu tạo màn hình của Asus Zenfone 4 Max Pro. Thì cấu tạo màn hình của Asus Zenfone 4 Max Pro chia làm hai phần. Đây là phần kính kiêm cảm ứng phía ngoài. Đây là cáp hiển thị hình ảnh bên trong. Với cấu tạo màn hình như trên thì quý vị các bạn khi rơi va đập nó sẽ chia làm hai trường hợp là thay kính phía ngoài và thay trọn bộ màn hình. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Asus Zenfone 4 Max Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 kỹ thuật viên để di động quad-cup.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động quad-cup.vn. Chính cấp dịch vụ thay mới màn hình và Asus Zenfone 4 Max Pro hàng đầu Việt Nam.